Mời quý vị niệm Phật. Thưa các vị, là đây là đoạn rất là ngắn, chẳng dính chán chi với cái chuyện hồi nãy nghe. Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tạc tương vi tử. Đi vào cái công phu hành trì rất ư là lời nghiêm mật. Mình chép chữ Hán tặng cho các vị trước đã. Vọng tâm thủ chân lý là thủ xả chi tâm. Thành xảo nguyện. Học nhân bất liễu dụng tu hành. Chân thành nhận tật tương vi tử. Xả vọng tâm nghĩa là mình bỏ, mình trốn chạy, mình từ chối cái tâm thế của lăng xăng suy nghĩ vẩn vơ. Thủ chân lý là mình nắm chặt cái tâm yên ổn bất động, tức là xả vọng cầu chân đó, nếu mà dùng cái từ rất là dễ hiểu. Quay lưng lại với cái trạng thái tâm vọng động, hướng tâm về cái nẻo yên lặng tĩnh tại. Thì cái tâm mà trốn bỏ hoặc là rượt đuổi này, nó là một loại tâm rất là lừa bịp ta. Xả ngụy có nghĩa là nó khôn khéo vô cùng, nó lừa bịp mình mà mình không biết. Cũng là loại tâm sinh diệt như vậy, không khác gì cả. Mình học nhân bất liễu dụng tu hành. Nếu người tu tập không có rõ ràng về điều này mà dùng cái tâm này để tu tập, thế thì chân thành là thiệt là đúng là nhận tạc tương y tử, là nhận giặc làm con thôi, không có cách chi anh nấu cá và thành cơm được, đúng cái từ ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy vậy. Không rõ được chân và vọng
dùng vọng thức để tu tập giống như nấu cá thành cơm, không lời nào có được. Đây là chuyên đi vô pháp hành. Thế rồi từ cái điều này chúng ta sẽ đi vô những cái chiều cạn sâu của đời sống tu tập chúng ta. Mình đọc âm lại cho các vị chép là: xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành sở ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Các vị phía sau chép được hả? Còn những người chưa chép thì thuộc lòng luôn cho khỏe. Thế là mình chép ra bản dịch của Trúc Thiên. Buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàn tâm sở nguyện, đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý, chị xảo này có hàm nghĩa là khéo nha, xảo rất là khéo, thiện xảo phương tiện đó. Quỷ này thì lừa dối, lừa bịp. Cái việc lừa dối bình thường thì nhận ra được, nhưng mà cái lừa dối ở cái tầm mức rất là thông minh của tâm thức thì các vị lại không có thể đề phòng được. Cái người ít học lừa gạt ta thì ta biết ngay, mà cái dân nó có trình độ nó lừa gạt thì nó đâu có phải lấy tiền các vị bằng cái cách lừa gạt bình thường đâu. Nó lấy từ trong công ăn các vị, nó lấy bằng tỷ, tránh vụ bắt không được, nó đủ khôn ngoan vậy. Thì từ cái ví dụ đó thì chúng ta trở lại con đường tu cũng vậy. Cái cấp độ bình thường đó là ta quen cái phong cách rằng là tu là bỏ ác, trả theo thiện. Đây là mức độ vô cùng là đơn giản, ai cũng biết cả. Và ở cái chừng mức đó thì chúng ta không nói làm chi, tại vì trên cái nền tảng nhân quả tội phước, cái điều này rất là cơ bản của đời sống bình thường chúng ta nha. Đặt cái nền tảng nhân quân lên trên, thế thì người ta tự nhiên biết gì phải làm, đó là trên cuộc đời này. Mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ, mỗi một lời nói nó đều có sự hoàn tác nhất định. Anh nói lời lành, anh suy nghĩ điều lành, anh hành xử rất là lành thiện thì nó hoàn tác lại cái quả lành đến với anh. Đây là nền tảng rất là căn bản. Thì ở cái nền tảng căn bản như thế này thì đòi hỏi cái tâm người ta luôn là một cái sự lựa chọn đắn đo vô cùng để có thể sống giữa cuộc đời, chứ không phải là anh cứ bỏ hết cái sự thông minh đi, không biết con đường phải, con đường quấy, không biết nẻo nào ngay, nẻo nào cong, mà có thể gọi là tôi đang sống với cái trạng thái tâm tu tập chứ không. Mình chưa bước vô cái tầng đầu, mình nghe cái này có khi mình lùng bùng lỗ tai, cho nên mình chia sẻ nhiều tầng để cho các vị đi vô cho dễ. Bây giờ trước khi xóa này đọc đó đã: xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành sở ngụy, học nhân bất liễu dũng tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử.
Để cho mình xóa cái này ha. Thế các vị, cái tầng đầu tiên mình chia sẻ đó là điều thứ nhất, đó là phân biệt. Phân biệt tin tưởng nha, thiện ác à. Mình tu mà ù ù cả cả, không biết thế nào thiện, thế nào ác thì không tu được. Ví dụ như các vị học đơn giản thôi mà các vị không phân biệt được ông thầy này nói như thế là hợp lý, ông thầy kia nói như thế là không hợp lý, thế thì cũng không có thể trở thành người học trò giỏi nha. Làm thầy dở thì người ta cho phép, nhưng mà làm học trò dở không ai cho phép. Nói như nghẹt nhưng mà điều này đúng. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái môi trường giáo dục người ta mời một lớp học bao nhiêu thầy, các vị biết không? Một môn một thầy, phải không? Thế thì các vị phải học tất cả những môn học của nhà trường nhé. Thế cho nên là, thưa các vị, làm thầy dở thì còn cho phép, có thể kiếm công ăn việc làm cũng được và có thể đứng lớp được, nhưng mà học trò mà không giỏi thì sao? Thấy ông thầy nào cũng như thầy nào là một, không biết ông nào giỏi để có thể đầu tư năng lực mình cho cái môn học. Và thứ hai là thi rớt. Và chuyện nó là như vậy. Rồi cái điều nó vô cùng là dễ, là nếu các vị học một môn với bao nhiêu thầy dạy thì cái chuyện phân biệt ông thầy nào có khả năng truyền đạt các vị nó có. Dạ, cái đó thì được. Phải không? Ví dụ như các vị học nhiều môn thì các vị không thể đối chiếu được, nhưng mà chỉ một môn thôi. Ví dụ như các vị học lý hóa thôi, 10 thầy tới dạy lý hóa cùng một bài đó, thì các vị học, các vị dư biết ông nào có khả năng truyền đạt được hay không được. Vô nói ba câu thôi là biết ông đó dạy ra làm sao. Giống như người ta có câu ngạn ngữ là cũng rùi ra ngang, tôi biết rùi đực rùi cái rồi. Và nói lại một cách dễ thương hơn là con bò đi ngang tôi biết hoài được một cái loại, biết không? Thì nó rất là tự, nó rất là hữu lý. Thế các vị, do vậy cho anh ta cho phép thầy có thể dở nhưng mà không cho phép học trò dở. Cái con đường nhân thế học trò mà dở thì người ta chỉ học không đậu, người ta thi rớt, làm không ra tiền. Nhưng mà con đường tâm linh mà học trò dở thì sao? Chọn lầm đường, đi lầm lối. Và thưa các vị, có khi mất một đời như chơi nha. Các vị bị lạc dẫn trong cái thế giới không phải là con đường chánh pháp. Tu để cho có thần thông bay lên cõi trời để gặp Tề Thiên Đại Thánh. Và mình tin điều này thì chuyện gì phát sinh? Không phải hư một đời. Không phải thành kỷ mà làm Tề Thiên. Không phải hư một đời đó là bán cái mạng của mình cho cái chuyện vẫn mơ là lạc nẻo vào tà giáo, tà đạo, lạc nẻo vào cái con đường thần thông mà còn hư luôn nhiều đời. Cái chuẩn nhân không phải chánh pháp mẹ vô tâm thức các vị rồi, có ghi là mất 10 kiếp gộp mới ra chứ không phải một kiếp. Chuẩn nhân chánh pháp vô thì nó lại khó, mà chuẩn nhân tà pháp vô như tâm thức thì nó lại dễ nghe. Tại sao vậy? Chánh pháp do vì điều thứ nhất, thưa các vị, hàng quý người ta không có phải là quảng cáo, càng không cần là màu mè hoa lá cành. Hàng quý người ta chọn mặt gửi vàng chứ. Kim cương thiệt của tôi thì tôi để nó tiền giá ra cái giá, như vậy mua thì đi về chứ không hạ giá, phải không? Còn nếu mà kim cương giả thì thưa các vị, tôi mời chào đôn đã, tôi nói năng nó rất là dễ chịu, và người ta mua được viên kim cương thì tôi đã có lời rồi. Tức là hàng giả người ta mời chào rất là ngọt ngào, còn hàng thiệt thì không mời chào nhé. Và hàng thiệt mà không bán mà hàng thiệt cho nữa thì các vị nhìn rằng là người ta có cần có bị mua hay không vậy? Không, hàng thiệt cho là cho nên năm lọc 10 lừa học đạo để ứng dụng được sự tu tập. Thì anh đến đây và năm lọt 10 lừa đến lọt vô cửa. Còn nếu mà anh không phải là người có nhiệt tình tu tập, không rớt hết cái lớp bản ngã bên ngoài thì bị điểm trái.
Đứng đáng là chi? Xí một mặt, chửi một vài câu để gì về mất, đừng hồng trở lại với mất công. Cho nên hàng càng quý càng lọc lừa thiên hạ. Con đường chánh pháp vô không dễ là vậy. Điều này thưa các vị, đừng nghĩ rằng đạo Phật không từ bi nhé. Mà tại sao phải làm như vậy? Thưa các vị, rõ ràng là con đường của Phật giáo tới hôm nay duy trì được cái bản sắc gần nhất cái mức độ đời thường là có được cái chánh kiến, đào tạo được thế hệ tăng lữ để có tài năng truyền đạt được chánh pháp, thì ít mà thành phần tăng lữ lợi dụng đạo Phật để sống qua ngày thì nó quá đông. Đó là cái công trình của các tổ đã vô cùng năm lọc người lừa để tuyển người vào cửa mà còn sinh ra cái tình trạng nhiều rác như thế. Uống nữa, nếu không có tuyển lựa như thế thì người ta đem Đức Phật ra người ta mua bán từ lâu rồi. Bây giờ họ đã mua bán nhưng mà vẫn còn một góc nào đó để cho chúng ta học hỏi và hành trì. Thế thì thưa đại chúng, phân biệt tinh tường thiện ác nó hàm nghĩa rằng là chúng ta phải đủ năng lực trí tuệ đi vào con đường tu tập. Ngay bước đầu học Phật Pháp thôi, để xin văn tuệ thôi, thì các vị biết rằng nó không phải là một ngàn bữa. Nó không phải là đòi hỏi các vị khơi khơi mà có thể có được cái khả năng phát sinh tự giác từ nghe, từ đọc. Nó đòi hỏi cái công trình các vị có khi phải khảo sát một dọc dài thế này. Và đi vô thánh giáo của Như Lai, thưa các vị, có khi chúng ta phải đi qua rất là nhiều cái lớp cửa. Cái lớp cửa của hào quang, quyền hoặc của đạo Phật nó tạo ra cũng là một cái loại lớp cửa mà khó người vượt ngang qua. Và đi ngang qua lớp cửa thứ hai để thể thành đạt con đường tu là lớp cửa của tổ chức đạo Phật nhé. Một là tổ chức nè, mình nói điều này rồi giờ nói lại thôi. Thứ hai hình thức nè, rồi thứ ba cái đến tu học chánh pháp nè. Rồi thứ tư mới đến hành trì nè. Rồi thứ năm mới trải nghiệm nha. Và cuối cùng mới chứng nghiệm. Nhiều tầng quá ha, nghe mắc sợ quá. Nhưng mà đó là như vậy. Thông thường ta cứ nhìn vào Phật qua cái khung bên ngoài, khung gỗ, nó là cái hình thức tổ chức thôi. Mình cứ tưởng là này giáo hội, này hội đoàn, này là tập thể. Nhưng mà thưa các vị, con đường tu thực sự nó không phải là con đường phổ thông của nhiều người. Mà con đường rất ư là đơn độc, rất ư là cá nhân. Con đường của tập thể, thưa các vị, nó chẳng qua là xây dựng cái tính tổ chức để nó hình thành một cái cơ chế hay là một đoàn thể. Tất nhiên là nó tạo thành được một cái sức mạnh rất là lớn, nhưng mà cái điều đặc biệt trên hành tinh của chúng ta là không một tổ chức nào không mang ít nhiều cái tính chính trị bên trong cả. Điều này rất là tự nhiên thôi. Tại vì khi có tổ chức thì có rất là nhiều trình độ con người đi vô, cho nên người ta cần có một cái hệ thống điều hành, phải không? Để bảo vệ, để duy trì, để có thể điều phối được cho nó đừng sinh ra cái tình trạng là bất an hoặc là sao động bên trong. Đó là nội dung ban đầu rất đẹp đẽ của tất cả những tổ chức có mặt. Thế là điều thứ hai nó xảy ra. Tôi hình dung rằng cái tổ chức đó, rồi dù rằng cái tổ chức đạo Phật sống với tinh thần tự giác của Như Lai, thế nhưng mà anh sống ở đâu? Trên mặt đại địa này, trên mặt đại địa này nó hàm nghĩa rằng là trong một cơ chế quản lý của một chính quyền, phải không? Của một vùng đất mà người ta đang khống trị. Và không có ông vua nào là vị thiên đế từ trên trời rớt xuống cả. Thế rồi nếu cái may mắn thì trong cái tổ chức đạo Phật đó có những vị thầy, những vị sư, những vị thiền sư hay là những vị tông chủ lãnh đạo mà tràn đầy tự giác. Tham sân si đã được diệt sạch,
tâm thức nó trắng, sạch như một mảnh giấy trắng, thế thì khó mà người ta nhượng được đường chi. Còn nếu những vị sư đó hơn phàm phu tăng chút xíu thôi, tức là ông có tu tập, ông có đạo hạnh, thế nhưng mà cái khả năng tập khí tham sân si bên trong, cái tập khí hướng về quyền lực nó còn vi tế tiềm phục, thế thì cái thế lực tổ chức xã hội đời thường nó lần lần nó đi vô, nó mời gọi. Thế thì thưa các vị, nó xâm lấn dần 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 thì tổ chức nó trở thành một tổ chức mang đặc tính là chính trị trá hình, tôn giáo hình thành tổ chức thì ít nhiều gì nó cũng mang sắc thái vậy. Yếu tố thứ hai con người tánh được là thế này thưa các vị, không trong quá khứ thì không nói nghe, cái thời mà cái cơ chế tổ chức nó còn vô cùng lỏng lẻo, thậm chí cái thời quân chủ thôi, tức là cái thời vua chúa từ thế kỷ thứ 10, 17 của thời Trung Hoa Phật giáo đang thịnh đó, thì các vị hình dung rằng chưa có một thời nào, chưa có một thời nào những vị hoàng đế Trung Hoa không dùng đạo Phật như một phương tiện để phổ biến chiếu lệnh của triều đình, cho nên đều phong những vị sư làm tăng thống tăng can cả, tức là người lãnh đạo luôn cả giáo đoàn. Điều này nó phải xảy ra thôi. Tại sao? Thưa các vị, nắm từng người dân rất cực, nhưng mà nắm một người lãnh đạo tôn giáo thì nó dễ hơn rất nhiều. Và tâm thức chúng ta thì thưa các vị, đều một bề tuân theo các vị thầy, các vị linh mục, các vị mục sư nghe. Một ông có ít nhất là cũng 50-70 người Phật tử tín đồ, đó là chuyện ít nghe. Nhiều hơn là có chuyện vài ngàn người. Thế cho nên không một thế lực chính trị nào từ thời quân chủ cho tới thời độc tài cho tới thời dân chủ, không có bàn tay của chính quyền, của FBI, của bộ phận chính phủ đi vô để trông nom chăm sóc, hoặc là khống chế sự phát triển của họ, hay là lợi dụng họ. Hai điều này nó luôn xảy ra nghe. Khi có tổ chức thì đều có hai cái ý đồ nó đi vô. Tại sao vậy? Tại vì không khéo hẳn lòng đó. Lịch sử nhân loại đã từng có những tổ chức tôn giáo làm loạn quốc gia và cướp và thay đổi chính quyền nghe. Các vị nhìn đất Pháp có một vùng nó rất là nhỏ thôi nghe, nó chiếm một cái vùng không có phải là dường như cái vùng đất Monaco á, các vị nhớ không? Ai mà du lịch qua châu Âu thì đến cái vùng đó, nó là một nơi trốn là thần tiên á. Đèn rẽ nhất nó nằm trên những vùng đồi, phía trên nó là vùng của Monaco và phía dưới là những như của Pháp á. Đầu tiên vùng đất đó thưa các vị, hai vị cha, hai vị linh mục khoác áo dòng nhà dòng đi qua đó, và thưa các vị xây dựng thành một đội quân và chiếm luôn cả vùng đất đó, thành lập một quốc gia trong nước Pháp. Thế thì thưa các vị, những tổ chức tôn giáo ngày xưa cho tới hôm nay đều được chính quyền quan tâm, từ châu Âu tới Á Châu cho tới Mỹ Châu này nữa nghe. Đừng tưởng rằng những cái sinh hoạt tôn giáo chúng ta có mặt nơi đây mà không FBI đi vô, không. Và cũng đừng tưởng rằng cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt chúng ta nơi đây, sinh hoạt Phật Pháp, tổ chức thế này thế nọ thế kia mà không có công an cộng sản đi vô, cũng không. Họ không phải mới đi qua, họ đi qua từ năm 75 kia thưa các vị. Điều này mình nói có khi các vị nghĩ rằng mình nói tướng, không có trúng trật chi. Nhưng mà ta hình dung, mình dẫn chút lịch sử à. Thưa các vị, sau năm 74, những người cộng sản từ miền Bắc đi vô, họ đâu phải là làm dân thường đi vô đâu. Như là Quỳnh Ngọc Nhã, như là anh làm cố vấn trong hai nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa đó, Vũ Ngọc Nhã, Quỳnh Nhân Trọng là cái anh chàng ở miền Nam thôi. Còn anh chàng kia thưa các vị là lý lịch của ảnh đó là một thầy sáo từ trường dòng đi vô nghe, tức là sắp sửa được thụ phong linh mục và triều đình nhà Ngô, tức là nền đệ nhất Cộng Hòa đặc biệt rất tin tưởng, nằm bên trong của Dinh Độc Lập.
tới truyền thời để nhị cộng hòa của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì Vũ Ngọc Nhã vẫn được là ưu ái, vẫn được làm cố vấn chính trị. Chỉ có FBI của Mỹ mới phanh mua ra anh chàng này chính là gián điệp từ Mác cài vô thôi, chứ còn để nhất đi nhị cộng hòa không hề biết. Nên để nhất cộng hòa thì được ông Ngô Đình Cẩn vô cùng trọng thị. Đó, mình giảng một chút cái lịch sử rất gần thì các vị thấy rằng, thưa các vị, cái tôn giáo tổ chức này nó vô cùng nguy hiểm. Mà mình thì cứ một bề là Phật tử, cho nên mình chọn cái Phật giáo có danh nghĩa đàng hoàng, có lá cờ đàng hoàng, được chính nghĩa đàng hoàng, mình đã biết từ quá khứ tới hôm nay, mình tin theo. Thưa các vị, đây là cái điều đầu tiên, một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để chúng ta nhớ rằng cái con đường mà đi vào đạo Phật đôi khi mình phải rất thông minh, mà không thì mình chỉ là vô tổ chức chơi vui thôi nhé. Mình hy sinh máu xương, mình quyết lòng chết sống với cái tổ chức, cái danh nghĩa của đạo Phật mình, mà thưa các vị, nó chỉ là cái danh rỗng mà thôi. Bản chất của những tổ chức kia, thưa các vị, nếu càng đi vào chiều sâu thì dù có cái tên gì, dù người ta mạ vàng cái tên đó, nhưng mà kỳ thực bên trong nó không phải là như vậy. Tất nhiên là điều này các vị dùng cái lăng kính tư duy của các vị để suy nghĩ, mình không muốn bàn thêm, nhưng mà để đánh thức nhau rằng có hai con đường tu tập. Một là con đường hướng ngoại, thế thì mình dễ đi vô cái điều này lắm nè. Một là tổ chức, hai là hình thức. Nhưng mà nếu mai mình có cái chủ nhân chánh pháp rất là lâu đời thì đầu tiên mình cũng đến với tổ chức, sau đó mình cũng đến với hình thức. Thế nhưng mà mình sẽ lọt vô được là có điều kiện học hỏi chánh pháp, có điều kiện để mình có thể phân biệt giảng trạch được, mình có thể đi vào con đường tu tập thực sự được. Từ cái cửa phương tiện này lọt dần vô. Nếu có thể chia ra cho nó dễ hiểu thì một là cái tổ chức nó mang cái đặc tính là 1/2 chính trị đi vô. Tổ chức này thì nó khá thuần, chứ không phải thuần hoàn toàn nha, khá thuần tu học. Rồi cái thuần tu học này, thưa các vị, nó chia làm hai. Một cái đó là quá ư hình thức. Để làm gì? Để mời gọi những con chiên, tức là mời gọi những con bê lạc đàn, mời gọi những người nhẹ dạ. Còn một loại, thưa các vị, họ có một cái hình thức, nhưng mà bên trong nó có một cái nội dung hình thức cộng với nội dung tu thực sự. Cái phần này bỏ đi nghe, phần này tao lấy lại. Điều thứ hai, mình xin thưa, ai nói rằng đạo Phật không cần hình thức là người đó nói sai. Và mình đã định nghĩa thế này, hình thức không phải là bên ngoài, mà hình thức là cái biểu đạt từ nội dung nghe. Cái nội dung tâm thức anh như thế, cho nên anh biểu đạt ra đời sống bên ngoài như vậy. Mặt anh hiền lành, nó có hai phần. Hiền lành do vì anh quá trang, anh giả vờ, anh làm bộ cười. Thế nhưng mà có những cái hiền lành của mặt người ta, nó thực sự biểu lộ từ bên trong tâm thức. Từ bên trong tâm thức người ta thăng bằng, ổn định, tươi vui. Cho nên mặt người ta dù không cười, nhưng mà nụ cười dường như đang nở. Thế thì hình thức nó là cái biểu lộ từ nội dung, chứ không phải là cái vỏ bên ngoài người ta giả vờ làm. Từ cái định nghĩa như vậy, tôi quy chiếu lại, thưa các vị, đạo Phật rất hình thức. Có điều cái phần thứ hai của nó là hình thức là biểu lộ nội dung thực sự của những người tu, chứ không phải là cái trang điểm, cái tô vẽ, cái lừa bịp không. Và người ta có một cái từ rất là dễ để cho chúng ta nhận diện và cảm thông với điều này là cái từ thân giáo đó, từ thân giáo. Cái từ thân giáo
nó liên hệ rất là nhiều cái lĩnh vực nha. Thưa các vị, thân giáo là gì? Là hình thức thuần thiện được biểu lộ từ nội dung của tâm thức rất là thuần thiện. Kỳ thực là ngay pháp hành nó đã hình thức rồi, chứ đừng tưởng rằng là chỉ có quy nghi của một người tu, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười đoan trang để trao chuốt cái phong cách để lấy lòng người, để thu phục nhân tâm. Không, ngay pháp hành thiền tứ niệm xứ thôi thì các vị thấy là đi vào từ hình thức đó chứ. Hình thức dễ nhận ra đó là đi vào từ pháp hành ngay nơi niệm đang hành. Anh phải biết anh đang đi, anh phải biết anh đang ngồi, anh phải biết anh đang đứng, anh phải biết anh đưa tay, anh nghiêng đầu, anh nheo mắt, nhướng mày. Hay nói cách khác dễ hiểu là mọi vận hành của thân, vận tốc làm việc của thân nên làm chậm lại. Để làm chi?